Tại Italia, các nhà ngoại giao hàng đầu từ nhóm G7 đã cố gắng thể hiện sự đoàn kết về xung đột Ukraine, đồng thời tranh luận về khác biệt liên quan đến Israel và chuẩn bị cho việc ông Trump trở lại nắm quyền. Trong đó, theo báo New York Times, các buổi thảo luận ở Italia đã bộc lộ nhiều khó khăn của các nước đồng minh trong việc giải quyết các vấn đề toàn cầu ngày càng đan xen, đồng thời làm nổi bật những bất đồng ngày càng lớn giữa các quốc gia này. Một trong những điểm gây căng thẳng là chiến tranh tại Trung Đông. Quân đội Israel tiếp tục tấn công giải Gaza, trong khi các cuộc đàm phán ngừng bắn với Hezbollah tại Liban diễn ra chậm chạp. Tại cuộc họp báo ở phiếu ghi, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhấn mạnh về vai trò của Mỹ trong việc thúc đẩy một thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah. Mỹ và Israel đã lên án mạnh mẽ lệnh truy nã của Tòa án Hình sự Quốc tế ICC đối với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel Yoav Galan với cáo buộc phạm tội ác chiến tranh. Mỹ và Israel không phải là thành viên ICC và khẳng định tòa án này không có thẩm quyền đối với Israel. Tuy nhiên, một số đồng minh trong G7 lại ủng hộ quyết định của ICC. Canada tuyên bố sẽ bắt giữ hai lãnh đạo Israel nếu họ đến lãnh thổ Canada, trong khi Đức và Italia có quan điểm không rõ ràng. Ông Joseph Borrell, đại diện cấp cao của EU, kêu gọi các nước thành viên tuân thủ phán quyết của ICC. G7 đã đưa ra tuyên bố chung với Israel, nhấn mạnh nghĩa vụ tuân thủ luật nhân đạo quốc tế, nhưng tránh đề cập trực tiếp đến động thái của ICC. Về Ukraine, G7 tuyên bố rõ ràng hơn. Chúng tôi tiếp tục ủng hộ toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền và độc lập của Ukraine. Tuy nhiên, các nhà ngoại giao nhận thức rõ ràng chính sách viện trợ Ukraine của Mỹ có thể thay đổi nếu ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng. Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã đe dọa cắt viện trợ và ông có thể làm như vậy khi nhậm chức vào năm sau để buộc Ukraine phải đàm phán với Nga. Trong khi ông Blinken thừa nhận, Ukraine có thể phải tiến hành các cuộc đàm phán trong tương lai gần. Song song với đó, người phát ngôn điện Kremlin, ông Dmitry Peskov tuyên bố, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhiều lần khẳng định Moscow sẵn sàng đối thoại về vấn đề Ukraine. Trước đó, theo Sputnik News, người phát ngôn điện Kremlin, ông Dmitry Peskov tuyên bố chính quyền sắp mãn nhiệm của Tổng thống Mỹ Joe Biden tiếp tục thổi bùng xung đột ở Ukraine và một đợt gia tăng căng thẳng mới đang diễn ra. Nga và Ukraine thường xuyên tập kích lãnh thổ của nhau từ đầu xung đột. Trong đó, Kiev chủ yếu sử dụng UAV, còn Moscow dùng cả UAV và các loại tên lửa tầm xa. Mùa hè năm nay, trong 3 ngày liên tiếp, các tên lửa của Nga đã gây ra thiệt hại cho không quân Ukraine khi phá hủy 3 tiêm kích của Kiev đầu ở căn cứ cách rất xa tiền tuyến. Vài tháng sau, điều này lại xảy ra một lần nữa. Cuối tuần trước, UAV trinh sát của Nga đã bay mà không bị cản trở trên căn cứ không quân Aviatosko Dnipro gần thành phố Dnipro. UAV Nga phát hiện một công trình dường như là nhà chứa máy bay chiến đấu Mikoyan MiG-29 của không quân Ukraine. Vài phút sau, một tên lửa đạn đạo Iskander lao xuống, phát nổ dữ dội, phá hủy chiếc MiG-29. Cuộc đột kích này gợi nhớ đến cuộc tấn công vào mùa hè năm nay. Vào ngày 1 tháng 7, một máy bay không người lái của Nga đã phát hiện 6 máy bay chiến đấu Sukhoi Su-27 của không quân Ukraine đỗ ngoài trời vào ban ngày tại căn cứ không quân Mikorod ở phía bắc Ukraine, cách biên giới với Nga khoảng 160 km. Iskander sau đó đã được triển khai nhanh chóng, phá hủy hai tiêm kích của Ukraine. Ngày hôm sau, kịch bản quen thuộc lại xảy ra. UAV Nga bay lảng vảng trên không trên căn cứ không quân ở Poltava, nằm sát Mykorod ở phía đông. Sau vài giờ đồng hồ UAV theo dõi để trước mục tiêu, Iskander lại tiếp tục khai hỏa, phá hủy trực thăng chiến đấu của Ukraine. Sự kết hợp nhịp nhàng giữa UAV trinh sát và tên lửa Iskander tạo cho Nga một cặp song sát uy lực. UAV có nhiệm vụ theo dõi mục tiêu, truyền thông tin về nhóm vận hành tên lửa, bao gồm tọa độ, vị trí và hình ảnh Kip Iskander nhanh chóng thực hiện vụ tấn công, tận dụng uy lực của tên lửa này là tấn công chính xác, không cho đối thủ cơ hội di tản vũ khí. Từ mùa thu năm 2023, các cuộc không kích của Nga nhằm vào các sân bay của Ukraine đã bắn hạ ít nhất hai tiêm kích Su-27, 4 tiêm kích MiG-29, một chiếc Su-25 và có khả năng là cả Mi-24. Đây là tỷ lệ tổn thất đáng kinh ngạc. Jack Watling, một nhà phân tích của Viện Các Quân Chủng Thống Nhất Hoàng gia Anh ở London nhận định, các cuộc tấn công bằng tên lửa Iskander chỉ có thể thực hiện được dưới sự giám sát liên tục và dày đặc của Nga đối với Ukraine tại những nơi cung cấp tọa độ cho các tên lửa nhắm vào mục tiêu. Mặc dù sở hữu hàng trăm hệ thống phòng không từ các đồng minh, nhưng Ukraine vẫn không thể bảo vệ hoàn toàn không phận của mình. Ít nhất là không đủ triệt để để ngăn chặn các cuộc tấn công bằng tên lửa vào các căn cứ không quân và chiến đấu cơ tại đó. Đây là tin xấu với lực lượng không quân Ukraine khi họ đang phải vật lộn để tìm nguồn cung máy bay cho các lữ đoàn đã mệt mỏi vì chiến đấu. Thực tế là không dễ tìm nguồn cung cho các tiêm kích MiG 29 và Su-25 dự phòng. Các đồng minh thân cận nhất của Ukraine đã hỗ trợ tất cả tiêm kích thời Liên Xô mà họ dự trữ. Không có quốc gia đồng minh nào sở hữu Su-27. Ukraine đang dần tiếp nhận tới 85 tiêm kích F-16 cũ của châu Âu cùng hơn 10 máy bay Dassault Mirage 2000 cũ của Pháp. Gần 100 máy bay chiến đấu này sẽ tăng cường khả năng cho lực lượng không quân Ukraine, nhưng có thể mất một năm hoặc lâu hơn để tất cả các máy bay đến nơi trừ khi Ukraine có thể cải thiện đáng kể khả năng phòng không của mình. Nếu không thì các tiêm kích mới đến sẽ bị tổn thương như MiG và Sukhoi sẽ liên tục bị tên lửa Nga bắn nổ. Theo Giám đốc Cơ quan Tình báo Liên bang Đức Bruno Kahn, Nga có thể tiến hành một cuộc tấn công vào lãnh thổ NATO trong những năm tới. Nhưng đó không phải là một chiến dịch quy mô lớn nhằm vào các quốc gia châu Âu mà chỉ là một chiến dịch giới hạn. Theo ông Can, Liên bang Nga đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột với phương Tây và đối đầu quân sự trở thành một lựa chọn khả thi đối với Điện Kremlin. Giám đốc cơ quan tình báo Liên bang Đức cho rằng các lực lượng quân sự của Liên bang Nga có thể đủ khả năng cả về nhân lực lẫn nguồn lực để tiến hành một cuộc tấn công vào phương Tây vào cuối thập kỷ này. Tuy nhiên, ông Can tin rằng đó sẽ không phải là một chiến dịch xâm nhập quy mô lớn vào các quốc gia NATO ở châu Âu mà là một chiến dịch giới hạn, chẳng hạn như đánh chiếm hòn đảo Svalbard của Na Uy ở Bắc Cực để dọn dẹp lãnh thổ hoặc nhằm vào các nước vùng Baltic với lý do bảo vệ các cộng đồng người Nga thiểu số. Người đứng đầu cơ quan tình báo Liên bang Đức tuyên bố rằng các chiến dịch này nhằm làm suy yếu cam kết an ninh tập thể của NATO theo điều năm của hiến trương NATO, quy định rằng bất cứ hành động tấn công hoặc đe dọa nào nhằm vào một trong các thành viên của NATO đều sẽ bị coi là nhằm vào toàn bộ liên minh và cho phép họ tiến hành biện pháp phòng vệ tập thể và cuối cùng là phá vỡ NATO. Theo đánh giá của tình báo Đức, trong giới lãnh đạo Liên bang Nga đang có những nghi ngờ về việc liệu nghĩa vụ hỗ trợ theo điều 5 của hiến trương NATO trong các tình huống khẩn cấp có còn hiệu lực hay không. Ông Khan tin rằng nếu những quan điểm này được củng cố trong giới lãnh đạo Liên bang Nga thì nguy cơ xảy ra xung đột quân sự trong những năm tới sẽ gia tăng. Ông nói thêm rằng Liên bang Nga sẽ cố gắng chia rẽ NATO trước khi một cuộc xung đột có thể xảy ra, chẳng hạn bằng cách tìm cách lôi kéo từng quốc gia thành viên về phía mình. Theo ông Khan, nhà lãnh đạo Liên bang Nga Vladimir Putin sẽ thử nghiệm các giới hạn đỏ của phương Tây và tiếp tục gia tăng căng thẳng. Theo nhận định của Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky, các mục tiêu tiếp theo của Moscow có thể là các quốc gia vùng Baltic, Ba Lan hoặc khu vực Ban Căng. Tình báo Estonia cũng cho rằng Liên bang Nga đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột mới có thể xảy ra trong vòng 10 năm tới và không loại trừ khả năng xảy ra một cuộc xung đột trực tiếp với NATO. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đức, ông Boris Pistorius cũng nhận định rằng Liên bang Nga có thể tấn công NATO vào năm 2029. Trong khi đó, cựu cố vấn NATO, đồng thời là đại tá đã nghỉ hưu của Bộ Tổng tham mưu Thụy Sĩ, ông Jacketbox cho biết, các nước phương Tây đã không chuẩn bị chu đá cho lực lượng vũ trang Ukraine trong các hoạt động chiến đấu. Theo đại tá Jacketbox, tổng thống Ukraine đã nhiều lần phàn nàn rằng quá trình huấn luyện của phương Tây mà quân đội Ukraine trải qua không đáp ứng được yêu cầu của cuộc xung đột hiện tại. Theo ông, đó là sai lầm chí mạng của phương Tây đối với Ukraine. Theo vị đại tá này, quân đội phương Tây đã chiến đấu ở nhiều nơi trong 30 năm qua, trong đó có Afghanistan, Vấn đề là kinh nghiệm họ có được không áp dụng được cho cuộc xung đột ở châu Âu bởi vì họ đã quen với một kiểu chiến đấu hoàn toàn khác nơi mà kẻ thù thường không có công nghệ cao. Trong khi đó, Nga đã chuẩn bị đầy đủ cho loại xung đột này. Hàng nghị sĩ Mike người được Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump chọn làm Cố vấn An ninh Quốc gia, đã trình bày quan điểm của đội ngũ ông Trump về kế hoạch ngừng bắn ở Ukraine sau khi Kiev đã phát động các cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa phương Tây như Atak và Storm Shadow vào lãnh thổ Nga. Ông Wans nhấn mạnh rằng ông Trump đã duy trì lập trường rất rõ ràng rằng cần phải chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine. Ưu ừ tiên chính của chính quyền mới sẽ là tổ chức các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine về một lệnh ngừng bắn hoặc thỏa thuận hòa bình. Ông Wans nói rằng các cuộc đàm phán sẽ bắt đầu ngay từ ngày đầu tiên của nhiệm kỳ ông Trump. Ông Wans cũng cho biết ông Trump vô cùng lo ngại về xung đột Nga-Ukraine. Ông nói Tổng thống đắc cử Trump vô cùng lo ngại về những tổn thất đang diễn ra ở đó và đặt câu hỏi làm thế nào để chúng ta khôi phục sự gian đe và mang lại hòa bình. Khi được hỏi tại sao ông Trump không thường xuyên công khai bàn luận về tình hình ở Ukraine, ông Walsh cho biết Tổng thống đắc cử đang quan ngại về sự gia tăng căng thẳng và hướng đi của mọi việc. Ông Walsh nói, chúng tôi cần kết thúc mọi chuyện một cách có trách nhiệm, đồng thời nhấn mạnh rằng châu Âu nên đóng vai trò chủ chốt trong quá trình khôi phục hòa bình. Đài RFI cho hay, nhóm của Tổng thống đắc cử Donald Trump đang bắt tay vào việc định hình tương lai Ukraine. Bên cạnh đó, ông Trump cũng đang hợp tác chặt chẽ với chính quyền ông Biden về các vấn đề an ninh quốc gia quan trọng khác. Các bình luận của ông Wans được đưa ra trong bối cảnh ông Joe Biden sắp đưa ra một loạt quyết định nhằm tăng cường ảnh hưởng của Kiev trong các cuộc đàm phán tương lai. Ngoài attack MS, chính quyền ông Biden đã cho phép Ukraine sử dụng mìn sát thương để ngăn chặn quân đội Nga tiến sâu trên chiến trường. Quyết định của ông Biden đã vấp phải sự phản đối kịch liệt từ các tổ chức vận động kiểm soát vũ khí. Trong khi đó, phía Nga cũng đã chính thức phản hồi về thông tin ông Trump bắt tay vào định hình tương lai Ukraine. Theo hãng thông tấn Erya Novosti, thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết, ông đã nắm được thông tin này ông peskov nói từ hòa bình hay kế hoạch hòa bình đang xuất hiện trong phát ngôn của những người ủng hộ ông trump cũng như những nhân vật được đề cử trong chính quyền tương lai trong khi đó những người thuộc chính quyền hiện tại của mỹ chưa bao giờ đưa ra các phát ngôn như vậy ngược lại hành động thiếu thiện trí và gia tăng căng thẳng tình hình của họ vẫn tiếp diễn đây chính là thực tế mà chúng ta đang đối mặt ông đồng thời lưu ý nga không nhìn nhiệm kỳ tương lai của tổng thống đã cử donald trump qua lăng kính màu hồng và không có bất kỳ ảo tưởng nào hiện Moscow đang chờ đợi những bước đi đầu tiên của ông Trump sau khi nhậm chức. Tính đến thời điểm hiện tại, chính quyền Ukraine vẫn chưa đưa ra phản hồi về kế hoạch của nhóm ông Trump. Cựu Ngoại trưởng Ukraine, ông Dmytro Kuleba cho biết, ông không kỳ vọng rằng chiến tranh Nga-Ukraine sẽ nhanh chóng chấm dứt sau khi ông Trump nhậm chức. Ông nêu ba lý do khiến giải pháp nhanh chóng khó khả thi. Thứ nhất, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ không nhượng bộ trước áp lực. Thứ hai, Ukraine sẽ không chấp nhận bất kỳ giải pháp nhanh gọn nào. Thứ ba, quan trọng nhất, Chìa khóa hòa bình nằm ở Moscow chứ không phải Kiev. Hãng tin TASS đưa tin, Nga đang tiếp tục công việc để đưa tên lửa đạn đạo liên lục địa Samat vào trực chiến. Nga gọi RS-28 Samat là tên lửa uy lực nhất thế giới, được thiết kế để mang theo đầu đạn hạt nhân chiến thuật tấn công mục tiêu cách xa hàng ngàn dặm, vươn tới châu Âu hoặc Mỹ. Tuy nhiên, quá trình phát triển vũ khí này bị chậm vì một số trục trặc trong thử nghiệm. Tháng 9 năm nay, các chuyên gia vũ khí nói rằng Nga dường như thất bại trong vụ thử mới nhất, tạo ra một hố sâu ở địa điểm phóng. Những bức ảnh vệ tinh do Masa Technologies chụp vào ngày 21 tháng 9 cho thấy một hố rộng khoảng 60 mét tại hầm phóng ở Pelesetsk Cosmodrome thuộc miền Bắc nước Nga. Mỹ và các đồng minh đang theo dõi chặt chẽ quá trình phát triển kho vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga vào thời điểm cuộc xung đột giữa Moscow và Kiev đang bước vào giai đoạn nguy hiểm. Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiều lần khẳng định Nga có kho vũ khí hạt nhân chiến thuật lớn nhất và tiên tiến nhất thế giới, đồng thời cảnh báo phương Tây chớ vượt qua ranh giới để dẫn đến chiến tranh hạt nhân chiến thuật. Trong khi đó, hiện nay theo trang tin châu Âu Euronews.com, châu Âu đang điều chỉnh kế hoạch phòng thủ quân sự với một động thái mạnh mẽ và quyết liệt chưa từng có. Gần 20 quốc gia thành viên EU đã cùng nhau ký một thỏa thuận hợp tác chiến lược nhằm tăng cường năng lực phòng không và tên lửa. Trong bối cảnh an ninh toàn cầu đang diễn biến phức tạp, EU nhận thức rõ sự cần thiết phải xây dựng một hệ thống phòng thủ hiện đại và mạnh mẽ. Ông Paweł Zalewski, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan nhấn mạnh, lợi thế trên không sẽ quyết định xung đột. Theo báo cáo của cơ quan quốc phòng châu Âu, EDA, các quốc gia thành viên đã thể hiện quyết tâm nâng cao năng lực quốc phòng, chi tiêu quân sự tăng 30% so với năm 2021, với khoản đầu tư dự kiến 326 tỷ euro trong năm nay, tương đương 1,9% GDP của EU. Đây là một con số ấn tượng, cho thấy sự cam kết nghiêm túc của châu lục này trong việc tăng cường an ninh. Trên cơ sở đó, EDA đã xác định 5 lĩnh vực hợp tác quan trọng, đáng chú ý nhất là phòng không và tên lửa với sự tham gia của 18 nước. Tiếp theo là tác chiến điện tử 14 nước, đạn dược 17 nước, tàu chiến châu Âu 7 nước, cùng các công nghệ vệ tinh, trí tuệ nhân tạo. Ông Stefano Conte, giám đốc năng lực tại EDA nhấn mạnh rằng đây không phải là vấn đề quân sự thuần túy. Dự án còn bao gồm những khía cạnh công nghệ và chiến lược như giám sát vệ tinh, phân tích rủi ro, công nghệ truyền thông và phát triển hệ thống cảm biến, radar hiện đại. Ngoài mục tiêu quân sự, dự án còn mang lại động lực quan trọng cho nền kinh tế, ông Cohn khẳng định. Đây là động lực lớn cho nền kinh tế, không chỉ đối với các ngành công nghiệp lớn mà còn cho các ngành công nghiệp vừa và nhỏ. Điều này cho thấy sự đầu tư của EU không chỉ nhằm tăng cường phòng thủ mà còn thúc đẩy đổi mới công nghệ và phát triển kinh tế. Báo Politico dẫn một tài liệu cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bí mật yêu cầu quốc hội nước này giải ngân thêm 24 tỷ đô la Mỹ viện trợ cho Ukraine. Chính quyền của ông Biden muốn số tiền này được bổ sung vào nguồn tài trợ của Mỹ mà các nhà lập pháp nước này dự kiến sẽ thông qua vào tháng 12 tới. Hai quan chức quốc hội Mỹ đã xác nhận thông tin với tờ báo, đồng thời cho biết thêm yêu cầu đã được tiếp nhận hôm 25 tháng 11. Trong số 24 tỷ đô la Mỹ này, 2 phần 3, tương đương với 16 tỷ đô la Mỹ, được cho là sẽ dùng để bổ sung kho vũ khí Mỹ sẽ chuyển giao cho Ukraine, trong khi phần còn lại dành cho sáng kiến hỗ trợ an ninh cho nước này. Trước thông tin trên, hãng tin Sputnik cho hay, ông chủ trang mạng X, tỷ phú Elon Musk, đã chỉ trích đề xuất mới này và đánh giá gói viện trợ là không ổn. Đề xuất của ông Biden cũng vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ một số đảng viên Cộng Hòa, trong đó Thượng nghị sĩ Miley của Utah cho rằng Tổng thống sắp mãn nhiệm của Mỹ đã lãng phí 4,7 tỷ đô la Mỹ tiền thuế của người dân bằng cách đơn phương xóa nợ cho Ukraine. Ông viết trên X, Quốc hội không được tặng ông Biden một món quà miễn phí để tiếp tục phá hoại các cuộc đàm phán hòa bình của người kế nhiệm Donald Trump. Yêu cầu của ông Biden được đưa ra trong bối cảnh còn nhiều bất ổn về tương lai chính sách của Mỹ đối với cuộc xung đột ở Ukraine sau khi Tổng thống đắc cử Donald Trump nhậm chức. Ông Trump đã nhiều lần chỉ trích các khoản viện trợ lớn của Mỹ dành cho Ukraine, cũng như hứa sẽ nhanh chóng chấm dứt xung đột ở quốc gia Đông Âu này. Những tuyên bố này làm dấy lên lo ngại từ Kiev và các đồng minh rằng Washington sẽ cắt giảm hoặc thậm chí ngừng viện trợ quân sự cho Ukraine. Hôm 26 tháng 11, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng tuyên bố chính quyền Tổng thống Biden sẽ đảm bảo Ukraine có tiền, đạn dược và lực lượng để chiến đấu hiệu quả vào năm 2025, hoặc đàm phán nhưng phải ở vị thế mạnh mẽ. Theo nhà ngoại giao Mỹ, Washington và các đồng minh sẽ tiếp tục nỗ lực trong những tuần tới để cung cấp đạn dược, huy động lực lượng, huấn luyện quân đội Ukraine và nhiều hoạt động khác. Trong khi Thượng nghị sĩ Cộng hòa Miley cho rằng điều này có thể ảnh hưởng đến nỗ lực của chính quyền sắp tới nhằm chấm dứt xung đột Nga-Ukraine thông qua đàm phán. Nhiệm kỳ của ông Biden sẽ kết thúc vào ngày 20 tháng 1 tới chính quyền của ông đang nỗ lực giúp Ukraine cải thiện vị thế trước viễn cảnh Ukraine và Nga ngồi vào bàn đàm phán, theo sáng kiến của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. Trong tháng này, chủ nhân Nhà Trắng đã cho phép Ukraine sử dụng tên lửa chiến thuật Atak MS do Mỹ sản xuất để tấn công mục tiêu trong lãnh thổ Nga. Bộ Quốc phòng Nga mới đây cho biết đang chuẩn bị một phản ứng không xác định đối với các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào một khẩu đội phòng không S-400 và một sân bay ở khu vực Kursk. Theo Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, Kiev đã sử dụng tên lửa Atak MS do Mỹ sản xuất trong các cuộc tấn công vào ngày 23 và ngày 25 tháng 11. Quân đội Ukraine tuyên bố cuộc tập kích hiệp đồng đã khiến một đài radar của tổ hợp S-400 trúng đòn. Truyền thông Ukraine nói rằng cuộc tấn công làm 8 người thiệt mạng, gồm 5 quân nhân vận hành tổ hợp và 3 nhân viên tập đoàn Almas Antey, nhà sản xuất hệ thống S-400 tiết lộ lý do S-400 Nga dễ dàng trúng đòn của tên lửa Atak MS Ukraine. Cây bút Boyko Nikolov của trang quân sự Bulgarian Military cho rằng các hệ thống radar cảnh giới của S-400 đã không được kích hoạt ở chế độ đối đất, hạn chế đáng kể năng lực phát hiện và đối phó mối đe dọa đang lao tới như tên lửa Atak MS. Ông Nikolov nhận xét, quân đội Nga nói rằng hệ thống Panzer S-1 đã khai hỏa để đánh chặn tên lửa Atak MS, dường như đã gián tiếp xác nhận thông tin các biến thể Panzer được tối ưu cho mục tiêu như máy bay không người lái UAV và tên lửa hành trình, trong khi vũ khí chủ lực để đối phó tên lửa đạn đạo là S-400 lại không tham chiến. Dù vậy, ngay cả khi vận hành ở chế độ phòng không, hệ thống S-400 cũng gặp nhiều thách thức trong nỗ lực đối phó tên lửa Atak MS. Ông Nikolov cho rằng, tên lửa Atak MS có tốc độ lớn và quỹ đạo bay thấp, hạn chế đáng kể thời gian phát hiện và nhận diện mục tiêu của radar. Ngoài ra, theo Military Watch, phương Tây đã triển khai khí tài để giúp Ukraine xác định vị trí các hệ thống phòng không tầm xa của Nga như S-400 và S-300. Không quân Mỹ hồi tháng 6 xác nhận đã điều UAV trinh sát tầm xa RQ-4A đến Biển Đen để do thám các trận địa phòng không Nga. Tiêm kích F-35 Mỹ đồn trú tại Đức cùng mạng lưới khổng lồ gồm 800 vệ tinh và lực lượng mặt đất của NATO cũng góp phần quan trọng giúp Ukraine thu thập thông tin tình báo về mạng lưới phòng không Nga. Trước các cuộc không kích từ Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố nước này đã chuẩn bị đối phó với bất kỳ diễn biến nào liên quan tới tình hình xung đột Ukraine. Ông Putin khẳng định, Nga luôn ưu tiên và sẵn sàng giải quyết mọi tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình, tuy nhiên cũng nhấn mạnh Moscow sẵn sàng cho mọi kịch bản. Một nhóm binh sĩ Ukraine vừa qua đã tiến từ làng Gluboke của Ukraine đến biên giới Nga và lên kế hoạch kiểm soát vùng ngoại ô của làng Zurablovka ở vùng Bengorod. Một máy bay không người lái FPV của Nga đã tấn công nhóm binh sĩ này ở biên giới, buộc họ phải rút lui. Đáng chú ý, video máy bay không người lái được thực hiện trong cuộc tấn công cho thấy một trong những binh sĩ Ukraine đã bị rơi khỏi xe bọc thép chở quân APC M113 của Mỹ trong nỗ lực thoát khỏi máy bay không người lái của Nga. Nhóm binh sĩ Ukraine đã buộc phải tiếp tục rời đi và bất lực chứng kiến đồng đội của mình tử vong. Được biết, xe bọc thép M113 được lực lượng vũ trang Ukraine tích cực sử dụng ở Bakhmut vào cuối năm 2022. M113 là xe bọc thép chở quân do tập đoàn FMC phát triển năm 1956. Năm 1957, nguyên mẫu đầu tiên ra đời. Mặc dù đã có tuổi đời tương đối lớn so với các loại xe bọc thép khác, nhưng M113 vẫn tiếp tục hoạt động trong biên chế ở gần 60 quốc gia trên thế giới. Vừa qua, Mỹ đã điều hai máy bay ném bom để mô phỏng việc thả vũ khí qua Phần Lan, đồng minh của NATO, sau khi Nga sử dụng một tên lửa siêu thanh mới vào Ukraine. Cụ thể, không quân Mỹ cho biết rằng máy bay ném bom chiến lược B-52H Stratofortress đã được triển khai tại Vương quốc Anh từ hồi đầu tháng 8 đã thực hiện nhiệm vụ huấn luyện mô phỏng thả vũ khí. Được biết, Phần Lan là một trong những quốc gia thành viên mới nhất của NATO và có chung biên giới với Nga. Ít nhất một trong những chuyến bay của B-52H đã được một dịch vụ theo dõi máy bay có tên Flyradar 24 ghi lại. Máy bay NATO khởi hành từ căn cứ không quân Fairford ở Anh và bay về phía đông bắc khi bay qua biển Bắc, Đan Mạch và biển Baltic trước khi đến miền trung Phần Lan. Máy bay ném bom của Mỹ đã phối hợp với máy bay chiến đấu FA-18C Onet của Phần Lan và máy bay chiến đấu JAS-39 Gripen của Thụy Điển trong nhiệm vụ huấn luyện. Trong một thông báo, không quân Mỹ cho biết, nhiệm vụ này thể hiện vai trò ngày càng tăng của Phần Lan trong Liên minh NATO và đánh dấu một cột mốc nữa trong việc tăng cường khả năng phòng thủ tập thể của NATO. Trong khi đó, không quân Phần Lan cho biết, hợp tác song phương với Mỹ đã tăng cường năng lực phòng thủ của Phần Lan. Hiện không rõ loại vũ khí nào được mô phỏng để triển khai trong nhiệm vụ huấn luyện trên Phần Lan. Tuy nhiên, theo ông Hans Christensen, Giám đốc dự án thông tin hạt nhân tại Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ đã xác định các máy bay ném bom tham gia nhiệm vụ này chỉ được trang bị để mang vũ khí thông thường, theo số seri của chúng. Hồi đầu tháng 7 năm nay, Mỹ đã điều động hai máy bay ném bom chiến lược B-52 đến căn cứ không quân Mihail Koganisianu của Rumani nhằm thể hiện cam kết của Mỹ với các đồng minh và đối tác trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Đáng chú ý, theo không quân Mỹ vào thời điểm đó, khi đang bay trong không phận quốc tế và phù hợp với luật pháp quốc tế, Máy bay ném bom B52 đã bị hai máy bay của Nga chặn trên biển Barents.